Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh trực tiếp từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng lúc 9 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ trưa giờ Houston Texas thì chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt. Chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề, có thể là thời sự, có thể là những gì quý vị mang quan tâm trên mạng xã hội. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi vẫn liên quan tới tình hình của Việt Nam quý vị. Ngày hôm nay thì à, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã đáp xuống Hà Nội ở nội bài và trong cái chuyến mà công du qua nhiều nước của ông bao gồm luôn cả Nhật Bản, Ái Nhĩ Lan, Anh và Việt Nam. Và quý vị, lần này chuyến đi này của ông tới Á Châu thì vẫn là vẫn một cái mục đích duy nhất là nối kết tất cả các quốc gia để chống lại sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, với Việt Nam tình hình nó khác với những quốc gia khác. Quý vị, Chuyến đi này của ông Anthony Blinken với mục tiêu là nhấn mạnh trong cái chiến lược Á châu Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Lập trường của Hoa Kỳ rất rõ ràng trong chiến lược gọi là cô lập Trung Quốc. Thứ hai là Hoa Kỳ vẫn quan tâm trong vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Và thứ ba là phía Hoa Kỳ kêu gọi phía Việt Nam là phải cải tổ hệ thống tư pháp. Đó là những điểm chính mà ông Anthony Blinken sẽ tới Việt Nam trong chuyến này cũng như lobby cho việc gặp gỡ giữa Joe Biden và của Nguyễn Phú Trọng có thể diễn ra, quý vị đó là cái mục đích chuyến đi của ông Anthony Blinken. Tuy nhiên thì Cộng sản Việt Nam và báo chí của họ sẽ tuyên truyền theo kiểu khác, họ sẽ nói rằng ô oh, Blinken tới Việt Nam để mà bắt đầu uh, hợp tác toàn diện và đối tác toàn diện, Việt Nam là đối tác chiến lược lớn nhất của uh, Mỹ ở tại Á Châu Thái Bình Dương vân vân và vân vân thưa quý vị đây là cái lối tung hô và cái lối gọi là à, viết bài tuyên truyền của cộng sản việt nam qua mặt báo chí thì quý vị sẽ nghe được những ngôn ngữ này sau chuyến gặp gỡ của anthony blinken và quý vị cộng sản việt nam thì vẫn thường sử dụng cái chiêu gọi là tống tiền đối với lại cái chính sách ngoại giao của hoa kỳ từ nhiều năm nay trước khi anthony blinken tới việt nam thì quý vị Cộng sản Việt Nam đã kết án tù Đối với lại một trong những nhà tranh đấu xã hội dân sự là Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù giam 2 năm quản chế về tội âm mưu lật đổ chế độ. Cùng một lượt thì một ngày trước khi Anthony Blinken tới Việt Nam, tức là ngày hôm qua thì một trong những gia đình được xem là đấu tranh về mặt xã hội dân sự là Nguyễn Thanh Nghi Phạm Thanh Nghiên cô cùng với chồng của cô là những người đã sinh sống ở cái vườn rau Lộc Hưng đã chính thức tới tị nạn tại Houston ở hoa kỳ và đây là một trong những cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh tới quý vị là cộng sản luôn sử dụng cái chiêu thức này trong nhiều năm nay đối với lại phía của hoa kỳ cứ mỗi lần có một quan chức của hoa kỳ mà quan trọng tới việt nam hay là kể cả tổng thống hoa kỳ mà có tới việt nam thì cộng sản việt nam lại tìm cách gọi là bắt một số người kết án và thả một số người và việc thả một số người này là để đổi chác lại với những cái dự án mà cộng sản việt nam vẫn thường xin sỏ đối với lại bộ ngoại giao hoa kỳ đặc biệt là trong cái quỹ gọi là usa cái quỹ này là cái quỹ mà hoa kỳ lập ra trong bộ ngoại giao dùng để hỗ trợ cho những nước nghèo đói và đang phát triển để giúp cho họ có thể uh, uh, xóa được một phần nào cái sự nghèo đói hoặc hỗ trợ cho vấn đề học hành của những đứa trẻ ở những quốc gia nghèo đói đang phát triển hay là để mà hỗ trợ cho những cái vùng mà được xem là có thời tiết khắc nghiệt, à, thường xuyên bị mất mùa, đói kém vân vân. Nói nói chung là một cái mà cộng sản hay gọi là xóa đói giảm nghèo. Thì cái quỹ USR này nằm ở trong bộ ngoại giao và cộng sản Việt Nam thì mỗi năm đều sử dụng cái à, à, tù nhân chính trị là một thứ con tin để đổi chát với lại phía của Hoa Kỳ. Mỗi khi có quan chức của Hoa Kỳ tới Việt Nam là có chuyện này còn nếu những những người mà tới Việt Nam mà không thuộc thành phần gọi là quan chức quan trọng thì cộng sản Việt Nam lại đem hài cốt lính Mỹ ra để mà nhử à, tặng một bộ hài cốt tặng một cái gì đó lại cho phía Hoa Kỳ đại khái như vậy thì cái trò này nó đã được lặp đi lặp lại suốt nhiều năm nay và kể cả lần này Anthony Blinken tới Việt Nam vừa bắt vừa thả bắt kết án đối với Nguyễn Lân Thắng và thả đối với gia đình của Phạm Thanh Nghiên một trong những à, à, gia đình Tôi gọi là gia đình Bởi vì hai vợ chồng của Phạm Thanh nghiên Đều là những nhà hoạt động dân sau dân sự Và bị kết án tù Tuy nhiên dựa trên những cái à, Những cái chi tiết Và những cái chuyện đã xảy ra Và tôi điểm lại cho quý vị thấy Tất cả những người tranh đấu về xã hội dân sự Bao gồm cả nhân quyền Lẫn dân quyền Mà bị bắt kết án Đã được tái định cư tại Hoa Kỳ Theo nhiều cái dạng khác nhau Thì quý vị Tôi điểm qua một loạt những nhân vật này cho quý vị thấy từ những nhân vật mà, mặc dù mình không thích nhưng mà mình vẫn nêu tên ra. Trong đó là có Điếu Cày, có Cù Huy Hòa Vũ, có Nguyễn Văn Đài, có mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, có Trần Thị Nga. Rồi bây giờ mới đây nhất là tới phiên Phạm Thanh Nghiên. Thì quý vị, mỗi một lần mà có một quan chức lớn của Hoa Kỳ tới Việt Nam hay là lãnh đạo của Hoa Kỳ tới Việt Nam thì những trò thả này ra rất là nhiều nhưng mà họ cũng bắt lại rất là nhiều để làm con tin tống tiền. Thì quý vị, mỗi lần thả ra như vậy, họ đổi chác được điều gì? Họ đổi chác được trong cái quỹ US Act của Hoa Kỳ. Có khi nó vài triệu Mỹ kim, có khi lên tới vài chục triệu Mỹ kim và có khi thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại cho thêm cả trăm triệu Mỹ kim cho tất cả những cái trò đổi chác này để tài trợ cho cái chương trình gọi là xóa đói giảm nghèo hay là để giúp cho du học sinh Việt Nam có thể du học tại Mỹ, hay là hỗ trợ cho một số những cái vùng nông thôn xa xôi của Việt Nam, vân vân. Thì tùy theo mỗi cái dự án, có dự án vài triệu Mỹ kim, có dự án vài chục triệu Mỹ kim và có dự án lên cả trăm triệu Mỹ kim. Kể cả những cái gọi là chương trình này gọi là xây dựng hạ tầng cơ sở và thông qua cái USR này, cộng sản Việt Nam lại vận động à, cái à, bộ ngoại giao Hoa Kỳ để mà xin xỏ thêm những cái tiền khác ở những cái định chế trên thế giới như là IMF, World Bank hay là ADB. Đây là cái trò ăn mày và tống tiền mà cộng sản vẫn thường sử dụng. Tuy nhiên, ở cái góc này thì tôi lại có một cái bài nói chuyện khác liên quan tới cái tình hình mà gọi là cái trò này của cộng sản và cái trò này đã cho quý vị thấy rõ, tôi đã từng nói rất nhiều lần. Ở trong Việt Nam, nếu quý vị không quan tâm chính trị thì quý vị sẽ bị thiệt thòi rất nhiều những tên đại gia trong Việt Nam vì nó quan tâm chính trị cho nên nó mới dễ làm giàu. Và nó trở thành ông chủ của quý vị. Quý vị phải đi bằng đầu gối với những tên đại gia hay là quý vị phải đi năn nỉ lại lục những tên đại gia nó. Trong khi nó vẫn dạy dỗ quý vị là đừng quan tâm chính trị, lo đi kiếm tiền đi. Trong khi bản thân của nó nhờ quan tâm chính trị, nó mới bám theo những cái chính sách của đảng cai trị và cấu kết với cán bộ đảng viên để làm giàu trong khi nó khuyên những người dân ở trong Việt Nam thì là đừng có quan tâm chính trị. Thì quý vị, đây là cái thân phận bèo bọt của những người không quan tâm chính trị. Cuối cùng quý vị chỉ làm ô sinh, đi làm công và đi chầu trực những tên đại gia. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quý vị, thân phận quý vị không đáng một đồng xu so với những nhà đấu tranh chính trị và so với những người hoạt động xã hội dân sự. Quý vị có thể nói họ là ô đấu tranh chỉ để được đi Mỹ hay là chuyện gì đó. Nhưng quý vị, cái giá sinh mạng của họ gấp quý vị cả một ngàn lần. Mỗi một lần có một người được trả tự do ra khỏi Việt Nam thì Cộng sản lại thu vài triệu, vài chục triệu tới vài trăm triệu đô la. Nhờ vào sinh mạng của những người đấu tranh chính trị này thì Cộng sản Việt Nam lại có thêm một mớ tiền do đó cái sinh mạng của họ trị giá từ vài triệu vài chục triệu cho tới vài trăm triệu mỹ kim so với sinh mạng của quý vị những người không quan tâm chính trị ở việt nam đáng bao nhiêu không đáng giá một đồng xu không đáng giá một đồng xu nữa bởi vì sao hoa kỳ và tây phương họ quan tâm những người này bởi vì họ can đảm bất kể quý vị chụp mũ cho họ động cơ gì để mua vé đi mỹ hay là để à, à, thực hiện những cái à, gì đó theo cái à, tuyên truyền của những tên dư luận viên cuồng đảng đó thì quý vị bất kể nhưng giá trị của họ rất cụ thể mỗi một lần có một cuộc đổi chác này thì cộng sản việt nam lại hốt thêm một mớ tiền tôi gọi là hốt thêm một mớ tiền bởi vì số tiền tài trợ của usa nó ít khi nào tới được trực tiếp tới người dân nó phải đi qua các ban ngành của cái hệ thống cai trị khi tới người dân thì 100 trăm đồng một ngàn đồng chỉ còn lại một hai đồng thôi và đó là cái cần câu cơm của cái guồng máy cai trị suốt nhiều năm nay rồi. Suốt nhiều năm nay rồi quý vị. Và cuối cùng quý vị, họ đổi chác được một mớ tiền. Nhờ vào sinh mạng của những người bị kết án chính trị. Bị tố bị truy tố về các tội hoạt động chính trị. Họ quan tâm tới xã hội, họ quan tâm tới chính trị. Họ bị bắt giữ, họ bị tống giam vào tù. Họ bị cưỡng bức và sinh mạng của họ càng lúc càng có giá ít nhất là một cái dự án vài triệu vài chục triệu cho tới vài trăm triệu họ đổi dùng sinh mạng của họ đổi lại những số tiền đó trong khi quý vị ở trong việt nam quý vị không quan tâm chính trị tức là chuyện chính trị đừng nói tới lo đi kiếm tiền đi thì quý vị sinh mạng quý vị không đáng một đồng xu thậm chí tên công an đã từng nói mà không bằng một cái móng tay nữa. Đây là cái hậu quả giữa quan tâm chính trị và không quan tâm chính trị. Tôi chỉ nói tới những người dân mà gọi là nghèo quý vị thôi. Còn sinh mạng của những tên dư luận viên cuồng đảng thì nó còn bèo bọt hơn nữa. Không những là nó không đáng một đồng xu mà nó phải ói tiền cho quần máy cai trị để được đi xuất cản lao động sau một thời gian làm dư luận viên cho cái chế độ cai trị. đó quý vị nhớ cái cô bé gì mà ở ngoài hưng yên á nhật lệ gì đó cuối cùng là gì phải tốn tiền để có được một suất một cái gọi là một cái suất xuất khẩu lao động qua bên nhật phải tốn tiền cho chế độ cai trị tức là sinh mạng nó còn trẻ hơn cả dân đen nữa những tên dư luận viên cuồng đảng mỗi ngày lên binh vực cái chủ nghĩa cộng sản và binh vực cái đảng cai trị đó quý vị thân phận nó không khác gì một thứ bè bọt cả so với thân phận của những người đấu tranh chính trị và đấu tranh cho xã hội. sở dĩ tôi làm cái bài nói chuyện này là để cho ở trong việt nam quý vị tự mình so sánh lấy tại sao giá sinh mạng của những người ngồi trong nhà tù vì các tội chính trị lại cao hơn quý vị rất là nhiều. họ được thế giới quan tâm họ được can thiệp cho rời khỏi việt nam một cách công khai còn quý vị không quan tâm chính trị thì tìm đủ mọi cách để ra khỏi Việt Nam bởi vì không có tiền. Và cũng không ra khỏi được Việt Nam nữa. Và suốt ngày cứ lẫn quẩn là phải đi kiếm gọi là gạo châu củi quế. Tức là mỗi ngày phải kiếm ăn một cách rất là khó khăn. Trong khi những nhà đấu tranh chính trị thì họ sẵn sàng bước chân vào nhà tù. Trả cái giá rất đắt, thậm chí bị đánh đập, thậm chí bị hành hung. Thậm chí là cả gia đình của họ bị cô lập luôn. Nhưng cái giá của họ cao. Họ trả giá bằng sinh mạng của mình. Do đó quý vị, bất kể quý vị có thể chụp mũ cho họ bằng một cái lý do gì đi nữa, thì quý vị phải nhìn thấy rõ, sinh mạng của họ cao hơn. Và đây chính là cái sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Ít nhất là phần phía Hoa Kỳ. Anthony Blinken tới Việt Nam. Mục đích của Anthony Blinken là muốn nói rõ lập trường của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu, tái lập cái trật tự rõ ràng tại Á Châu. Thì bắt đầu từ cái giai đoạn ở dưới thời của ông Trump mới là sơ khởi, giai đoạn của Joe Biden là thực thi. Hoa Kỳ sẽ chia sẻ những cái thời sự thịnh vượng và đầu tư của mình vào những quốc gia có chung giá trị. tức là những quốc gia có một cái giá trị chung về à, quyền dân sự của con người ít nhất là phần này thứ hai là một xã hội tự do Việt Nam được xếp vào hạng là thiếu tự do bị à, tổ chức gọi là ký giả không biên giới xếp vào hạng một trong 10 quốc gia là kẻ thù của internet và quý vị các cái hồ sơ nhân quyền của Việt Nam nó dày cộm lên luôn và đó là một xã hội độc tài toàn trị của một đảng cai trị. Nó không có chung giá trị với lại Singapore, nó không có chung giá trị với Malaysia, Indonesia, Philippines, Taiwan hay là Nam Hàn, Nhật Bản. Do đó quý vị, những gì mà Cộng sản Việt Nam khoe khoang bây giờ chỉ là những cái ân huệ được bố thí bởi những quốc gia dân chủ thôi. Chứ chả có hợp tác toàn diện gì cả. Đó quý vị thấy, MacBook của Apple sẽ được sản xuất tại Thái Lan iPhone của Apple sẽ được sản xuất tại Ấn Độ. Ủa, tại sao họ không tới Việt Nam sản xuất vậy? Tại vì họ biết rõ thể chế một đảng cai trị trước sau gì cái số phận của họ cũng giống như lúc mà họ đang làm ở Trung Quốc thôi. Cho nên họ dời qua những quốc gia có một cái mức độ an toàn hơn trong tương lai, không bị phiền phức bởi các vấn đề chính trị. Thì quý vị thấy rồi đó, Hoa Kỳ đã bắt đầu cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc rất nhiều từ hồ sơ kinh tế, ngoại giao, kỹ thuật cho tới quân sự. Thì những thể chế nào có thể chế tương tự như Trung Quốc sẽ có hậu quả. Tức là nguồn đầu tư sẽ không đi vào những quốc gia này. Mà nguồn đầu tư sẽ đi vào, vào những quốc gia có chung giá trị. Samsung cũng vậy. Samsung cũng là của Nam Hàn. Nhưng mà với cái xu hướng chuyển trục Á Châu của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ vẫn muốn Nam Hàn đầu tư vào những quốc gia có giá trị về chiến lược nhiều hơn là những quốc gia đứng ngoài cái chiến lược này. Đó là mục đích chuyến đi của Anthony Blinken gửi một lời cảnh báo tới cho cộng sản Việt Nam. chứ chả có tốt lành gì tới đây để mà gọi là thắt chặt mối quan hệ, đánh dấu 28 năm kết mà là ban giao rồi à, chúng ta sẽ hợp tác ra toàn diện, bla 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 bla, không có. mà tới đó để cảnh báo rằng chúng tôi mà quyết định đầu tư qua những quốc gia khác thì những quốc gia đồng minh đối tác của chúng tôi cũng làm y chang như vậy. Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan. Cứ vị thấy Nhật Bản tuyên bố thẳng thần rồi. Chúng tôi share cái sự thịnh vượng và an ninh quốc phòng với những quốc gia có chung chí hướng với chúng tôi. Trong đó, Philippines và Malaysia với lại đảo Fiji đã được nêu nổi bật ở trong cái thông báo của Nhật Bản là những quốc gia này có chung một chí hướng và có chung một cái suy nghĩ với Nhật Bản nhật bản tăng cường đầu tư về quân sự cung cấp cái uh, quân sự cho những quốc gia này đồng thời tăng cường cái nguồn đầu tư của họ vào những quốc gia này bởi vì họ có chung chí hướng với nước nhật cộng sản việt nam không có chung chí hướng cộng sản việt nam chung chí hướng với lại trung quốc do đó quý vị những cái báo cáo hay là những cái khoe khoang đó trên mặt báo chí tuyên truyền chỉ là những thứ bánh vẽ mà quý vị đang đọc thôi trên thực tế là khi chuyển trục về Á Châu, nó có nhiều cái vùng màu xám là khiến cho Trung Quốc đã thao túng rất nhiều. Do đó, Hoa Kỳ cần chấn chỉnh lại cái trật tự Á Châu. Trật tự này bao gồm cái vấn đề gọi là thúc đẩy về dân chủ và nhân quyền, cũng như một xã hội tự do. Đó là cái ưu tiên hàng đầu đã. Và cái thứ hai là lập lại tất cả những cái trật tự về để giải quyết tất cả những cái xung đột về chủ quyền biển đảo, cũng như là tăng cường giám sát những cái tội ác trên biển và cuối cùng là đối phó với tình trạng thiên tai nhân họa. Đó là cái tái lập trật tự, nó sẽ khẳng định rõ ràng tất cả những cái quy tắc trong từng lĩnh vực này. Và cuối và quý vị, đương nhiên sẽ là một cái vùng tự do mậu dịch giữa các quốc gia có chung giá trị. Có nghĩa là hàng của Mỹ, hàng của Nhật, hàng của Nam Hàn, của Đài Loan, của Nhật Bản, của Philippines họ sẽ được miễn thuế họ sẽ được tháo ra tháo cái rào cản quan thuế ra để các quốc gia trong đó họ có thể buôn bán giao dịch một cách thoải mái mà không bị rào cản quan thuế đánh vào rào cản quan thuế sẽ áp dụng cho những quốc gia không chung giá trị có nghĩa là những quốc gia nào không có chung giá trị này thì phải trả giá tức là họ phải trả một cái mức thuế rất cao bị đánh thuế rất cao các mặt hàng của họ Quý vị, do đó tôi nói với quý vị, chuyến đi này của Anthony Blinken không có mục tiêu tốt đâu. Mặc dù báo chí Cộng sản sẽ viết bài lăng xê ca ngợi nào là bây giờ Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện của Hoa Kỳ, chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực kinh tế, bla 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 bla. Quý vị, họ có thể tuyên truyền, họ có thể che giấu những cái uh, mục đích chuyến đi của Anthony Blinken dùng chuyến đi của ông ngoại trưởng Mỹ để thổi phòng và chấn an dân chúng là Việt Nam đang làm việc với các quốc gia chứ không riêng gì Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, quý vị, cái chiến lược chuyển trục về Á Châu rất rõ nét. Tôi đã nhấn mạnh cái điều này với quý vị bao nhiêu lần rồi. Kể từ khi mà ông Trump sắp đặt cái chiến lược chuyển trục về Á Châu, thì quý vị, họ đã có cái quy tắc rất rõ ràng và họ đã thay đổi quan điểm. Ngày xưa thì họ nghĩ rằng kinh tế thay đổi thể chế, nhưng bây giờ họ thấy rõ kinh tế không những không thay đổi thể chế mà còn vung đắp cho cái thể chế đó càng lúc càng tàn ác hơn, độc đoán hơn, độc tài hơn nữa. Do đó, họ thay đổi cái chiến lược đối với những quốc gia nào có cái giá trị chung như là Philippines, Malaysia, Indonesia. Thì họ sẽ tăng cường nguồn đầu tư, họ sẽ tăng cường hợp tác về quân sự, họ sẽ tăng cường hợp tác về à, tài nguyên thiên nhiên, trong đó có khí đốt, có than đá, có dầu hỏa vân vân và họ sẽ giảm tất cả những cái rào cản quan thuế cho những quốc gia này. Quý vị, do đó Cộng sản Việt Nam bế tắc hoàn toàn. Bây giờ ở cái thế lựa chọn. Lúc trước thì đi hai hàng. Một mặt thì kinh tế muốn làm ăn với Hoa Kỳ và Tây Phương. Một mặt thì muốn duy trì thể chế chính trị thì đi theo Trung Quốc. Bây giờ không còn được đi hai hàng nữa. Phải chọn lựa. Thì quý vị, do đó Bây giờ họ muốn dùng cái hình ảnh của Anthony Blinken để trấn an dân chúng thôi. Thực tế chuyến đi này của Anthony Blinken là nói rõ lập trường của Hoa Kỳ. Và Cộng sản vẫn còn cái chiêu bài cũ. Cứ mỗi lần quan chức tới lại kiếm bắt thêm vài người rồi thả một vài người để mà đổi chác. Quý vị, sự đổi chác này nó cũng chả được bao nhiêu cả. Tại vì cái uh, ngân sách giới hạn cái U.S. Act bây giờ nó bị giám sát bởi Quốc hội Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ bảo đảm là những cái nguồn ngân sách này phải sử dụng đúng chỗ đúng mức. Thứ hai là phải đưa ra cho những quốc gia cần thiết và có chung giá trị. Có nghĩa là cái quỹ u Act này trong tương lai cũng sẽ không còn bao nhiêu tiền cho Cộng sản cả. Họ sẽ đặt giới hạn tối đa. Ví dụ, ô, tối đa tôi cho anh một năm 2 triệu đồng thôi, 2 triệu Mỹ Kim thôi, là tối đa thôi. Họ sẽ đặt lại cái quy tắc. Tại vì tôi phải dành cái quỹ US này, cái ngân sách cho những quốc gia có chung giá trị với chúng tôi. Những quốc gia như Malaysia, Indonesia, Thái Lan hay là Philippines, họ vẫn còn cái khối dân nghèo đông lắm. Họ cần xây dựng hạ tầng cơ sở, họ cần phát triển kinh tế, và họ có chung giá trị. Họ là đồng minh đối tác. Cho nên chúng tôi phải hỗ trợ cho họ nhiều hơn. Các anh thì chờ chúng tôi dư một đồng ra, chúng tôi bố thí cho chúng đỉnh. Đó là cái tương cái xu hướng sắp tới của cái quỹ USAC nằm trong bộ ngoại giao. Do đó quý vị, lần này quý vị, dù có ta lăn xê đi nữa, dù có thổi phòng đi nữa, thì cái sự thật vẫn được phơi bày. Và điều quan trọng nhất, ngay trong cái giờ phút đầu tiên mà Anthony Blinken đặt chân xuống nội bài, Cộng sản Việt Nam không lên tiếng. Bởi vì câu đầu tiên của ông ta nói tới là chúng tôi rất lo ngại về tình trạng nhân quyền của Việt Nam thông qua các bản báo cáo của uh, Freedom House, thông qua các bản báo cáo của Human Rights Watch, thông qua các bản báo cáo của Amnesty International và Defender. Đây là những tổ chức thường xuyên có những báo cáo nhân quyền và chúng tôi rất quan tâm với tình trạng nhân quyền của Việt Nam. Thì quý vị, báo chí Cộng sản Việt Nam có đăng không? Ngay trong cái bước đầu tiên mà Anthony Blinken đặt chân xuống nội bài. Vấn đề đầu tiên ông ta nêu ra là vấn đề nhân quyền. Thì quý vị, rồi giờ cái báo chí Cộng sản sẽ nói rằng Ô, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ca ngợi Việt Nam đã có sự phát triển thần tốc. GDP của Việt Nam bây giờ sẽ là đứng nhất khu vực. Trong lúc cả một nền kinh tế, quý vị đều nhìn thấy rõ, nằm dưới sự bế tắc hoàn toàn. Nhưng mà báo chí nó nói là Blinken sẽ ca ngợi À, kinh tế Việt Nam là đang dẫn đầu khu vực. Rồi à, Việt Nam là nước phát triển đáng nhất ở khu vực. Bla 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 bla. Quý vị, nó gắn chữ vào miệng của ông đại sứ Mỹ. Ê, ông à, ngoại trưởng Mỹ. Nó vẫn thường xuyên làm trò này. Nó vẫn thường xuyên gắn chữ vào miệng của các nhà ngoại giao. Để nó dùng cái đó nó tô hồng cho chế độ cai trị. Nhưng lần này quý vị, nó sẽ không nhắc tới vấn đề nhân quyền. Và nó cũng không nhắc tới cái vấn đề sắp sửa là Cộng sản Việt Nam sẽ bị Bộ Tài chánh Hoa Kỳ trừng phạt về tội dump price, tức là bán phá giá và currency manipulate, tức là thao túng tiền tệ. Do đó quý vị, bây giờ là năng nỉ Hoa Kỳ là phải tháo gỡ cái này ra, đừng có trừng phạt. Và thứ hai là đừng có ép Việt Nam chọn phía. Đây là một trong những cái gọi là Cộng sản Việt Nam trông chờ chuyến đi của Anthony Blinken tới mức độ như vậy. Là bởi vì không còn thời gian nữa. Chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ với mục tiêu rất rõ ràng. Cô lập Trung Quốc. <laughs> Liên kết với tất cả các quốc gia Á Châu để cô lập Cộng sản Trung Quốc. Thì Cộng sản Việt Nam còn lựa chọn không quý vị? Chọn đứng về phía Trung Quốc hay chọn đứng về phía Hoa Kỳ? Do đó quý vị, trong cái bài nói chuyện này tôi có hai phần phần thứ nhất là mục đích chuyến đi của Anthony Blinken phần thứ hai là sinh mạng của những người đấu tranh về xã hội dân sự đấu tranh về mặt chính trị nó có giá vô cùng so với những người không quan tâm chính trị như quý vị ở trong Việt Nam và những tên dư luận viên cuồng đảng ở trong Việt Nam cuối cùng kết quả của những tên dư luận viên này gì cũng chạy cơm từng bữa rồi tìm đủ mọi cách để có được một cái suất được đi xuất cảng lao động xuất cảnh lao động tức là à, đi làm cu ly ở nước ngoài đó <laughs> so với thân phận của những người mà đấu tranh chính trị đang ngồi trong nhà tù hoặc đang bị giam lỏng ở nhà họ được chính phủ của hoa kỳ của âu châu can thiệp mời họ qua nước của họ họ mời một cách trịnh trọng luôn đó là cái giá của những người can đảm và cái giá của những người thiếu bản lãnh can đảm nó khác nhau rất là xa một trời một vực đó ngày hôm qua thì quý vị thấy đó, gia đình của phạm thanh niên đã tới hưu rồi đó sau mấy năm bị cộng sản bức hại đặc biệt là ở cái vườn rau lộc hưng bị bức hại tới mức gọi là ngọt thở luôn đó bây giờ quý vị có thể gọi là chỉ trích họ là đấu tranh để được đi mỹ bla 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 nhưng cuối cùng chính những kẻ nói chuyện nói ra câu chuyện này là những kẻ chết nhát tại sao không làm giống như họ để được đi mỹ mà cứ gặp chính trị là né gặp chính trị là né chính vì cái thái độ né này cho nên vĩnh viễn làm ô ở việt nam lái xe grab đi bán vé số đi bán trà đá và những cái tên mà đại gia trong nước đó quý vị lúc nào nó cũng giàu sủ hết là bởi vì nó quan tâm chính trị đó. Nhờ nó quan tâm chính trị, nó biết được chính sách của Đảng đảng cai trị, nó nương nhờ vào chính sách đó và nó cấu kết với cán bộ đảng viên để nó làm giàu. Còn quý vị không quan tâm chính trị thì quý vị nhìn thấy đó. Cuộc sống của quý vị càng lúc càng khó khăn hơn, nợ nần thì chồng chất. Bây giờ việc làm không có luôn. Mà cái hóa đơn hàng tháng từ cái điện thoại cho tới cái điện cho tới nước cho tới rác mỗi tháng nó tới là nhanh lắm đầu tháng nó tới nữa đầu tháng nó tới nữa rồi phải chạy cơm từng bữa đó là kết quả của những kẻ không quan tâm chính trị tại vì quan tâm chính trị mới biết tại sao mình nghèo còn không quan tâm chính trị thì đâu có biết tại sao mình nghèo nó ngược lại với những nhà đấu tranh chính trị ở trong nước và những nhà đấu tranh xã hội dân sự Họ nhìn ra được cái nguồn gốc tại sao là có sự nghèo khó này. Tại sao có sự bất công trong xã hội này. Tại sao nhà những tên quan chức đều là biệt phủ. Còn nhà của dân chỉ là mái tranh. Họ biết được nguồn gốc. Chính vì vậy họ mới bước ra họ tranh đấu. Và giá của tranh đấu là họ bị cầm tù. Họ bị đàn áp. Họ bị cô lập. Họ bị tra tấn. Họ bị bức hại. Và sau thời gian chịu đựng này thì họ lại được cái giá khác. Họ được sự trân trọng ở bên ngoài. Họ được mời đi thi nạn ở bên ngoài. Còn quý vị thì vẫn ngồi đó ngó. Chờ sung rụng. Chờ ai đó làm cho mình. Cho nên quý vị ngồi đó ngó. Và cho đến quý vị vẫn không có tiền bạc. Quý vị vẫn bị gọi là kiếm cơm từng bữa. Quý vị. Để kết luận cho cái bài này đó. Thì tôi nói thẳng với quý vị luôn. Nếu ngày nào dân Việt Nam vẫn còn cái câu đừng lo chính trị. Lo đi kiếm tiền nuôi vợ con đi. Ngày nào quý vị còn bị cái câu này nằm trong đầu quý vị đó. Thì ngày đó quý vị vẫn tiếp tục mang nợ cùng mình. Vẫn tiếp tục đi làm ô sinh. Vẫn tiếp tục làm cu ly. Vẫn tiếp tục đi bơi từng bữa. Còn ngày nào mà quý vị bình tĩnh ngồi ngó lại tất cả những cái diễn biến xung quanh xã hội của mình. Tại sao mình nghèo? tại sao những người xung quanh mình nghèo tại sao mấy tên cán bộ mấy tên công an tên nào tên ấy giàu sụ và tại sao con em của mình tới một cái môi trường rất là tệ hại trong trường học còn con em của những tên cán bộ đảng viên thì nó được đi du học nước ngoài tại sao vợ con của cán bộ đảng viên xài toàn đồ hiệu không còn mình phải xài đồ sida mình phải xài đồ make in china Tại sao mình phải ngồi mình lo từng ngày một tiền xăng tăng, tiền xăng tăng, tiền điện tăng, tiền nước tăng. Còn đám đại gia thì nó không lo gì cả. Chừng nào quý vị đặt câu hỏi ra và tìm được câu trả lời cho những cái này thì lúc đó là cuộc đời quý vị mới khá được. Còn bây giờ không dám đặt câu hỏi. Cứ nghĩ rằng ồ, chính phủ cho tới đâu mình mình chơi tới đó. Quý vị cứ cái suy nghĩ kiểu này tức là thằng cai trị nó ban phát tới đâu quý vị dùng tới đó đó thì suốt cuộc đời quý vị vẫn nằm trong cái ổ gà này thôi không thoát ra được không thoát ra được và giá trị sinh mạng của quý vị không đáng một đồng xu so với những người đấu tranh chính trị quý vị thấy cái tư thế của những người đấu tranh chính trị không quý vị đã nhìn thấy họ ra tòa chưa họ ra tòa với một nụ cười rất là tự tin so với những tên cán bộ đảng viên bị truy tố ra tòa mếu máu khóc từ trên xuống dưới thì quý vị đủ thấy bản lãnh của những người đấu tranh chính trị nó khác với những tên cán bộ đảng viên như thế nào tên nào ra tòa cũng khóc lóc khóc khóc lóc lên xuống hết còn những nhà đấu tranh chính trị có ai khóc không họ bị xét xử họ bị công an vây xung quanh đó họ bị uy hiếp tinh thần nhưng mà quý vị thấy họ rõ họ có quỳ lạy lục khóc lóc giống như những tên này không hay là họ rất tự tin thậm chí họ còn cười chấp nhận bản án không sợ tại sao họ không sống bình thường giống như quý vị tại vì họ thấy rõ họ không thể sống trong một cái xã hội như vậy được họ phải tranh đấu cho cái xã hội đó và cái giá tranh đấu là gì là nhà tù là đàn áp là cô lập nhưng họ chấp nhận và sau thời gian tranh đấu họ được cộng đồng quốc tế can thiệp thì bây giờ họ sắp sửa có một đời sống thảnh thơi nếu họ tiếp tục con đường đấu tranh thì họ đi con đường khác còn nếu họ cảm thấy rằng bất lực với cả chục triệu dân trong nước đều sống như vậy thì họ có thể gác lại cuộc đấu tranh họ có thể yên ổn đời sống bên mỹ và vài năm sau đó họ nhập quốc tịch mỹ họ trở thành công dân mỹ họ thoải mái hơn quý vị họ thoải mái hơn quý vị vài năm sau đó thôi chục năm thôi là họ trở thành công dân mỹ họ đầy đủ quyền con người trong khi quý vị vẫn tiếp tục chờ ban phát đây là sự khác biệt và sự khác biệt này nó dẫn tới cái tình trạng cái hậu quả nó khác nhau và đừng ganh tỷ tại vì họ đã trả giá rồi họ xứng đáng được phần thưởng này bất kể động cơ của họ như thế nào còn quý vị không dám trả giá. Thì quý vị vẫn tiếp tục làm ô sinh. Vẫn tiếp tục à, gọi là đi ăn mài. Và vẫn tiếp tục chờ ban phát thôi. Đó là cuộc sống của quý vị. Tự so sánh đối chiếu. Quý vị sẽ đưa ra được cái quyết định cho cuộc đời của mình. Ok quý vị, đó là cái bài hiêu tinh cái bài thảo luận sáng ngày hôm nay liên quan tới chuyến đi của Anthony Blinken tới Việt Nam và cộng sản kết án đối với những một những nhà hoạt động sau dân sự đồng thời lại thả một số những nhà hoạt động dân sự để làm con tin tống tiền với hoa kỳ thì giờ tôi từ cái bài này tôi cho thấy rằng cái số mạng khác biệt giữa một người có bản lãnh và một người thiếu bản lãnh như thế nào cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều và phong sẽ trả lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.